Xin chào quý vị, xin chào các bạn. Video ngày hôm nay, kênh Bonsai Việt Nam xin chia sẻ tiếp đến quý vị và các bạn khu vườn bonsai của anh Lê Nguyễn Ngọc Hà ở Bến Lức, tỉnh Long An. Khu vườn bonsai của anh Hà có nhiều tác phẩm đẹp, nhiều tác phẩm đạt giải cao trong các cuộc triển lãm bonsai lớn, nhỏ, đặc biệt là các tác phẩm mai chiếu thủy của anh được tạo tác rất đẹp và công phu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video. Các thông tin của vườn được thể hiện trong phần mô tả. Xin cảm ơn. Kita perlupaan, jadi orang semua tahu internasional lah ya.